Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức từ tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế xã hội phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các hoạt động thương mại, du lịch, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục duy trì phát triển. Giá trị sản xuất bình quân tăng 9,7% một năm. Thu ngân sách hàng năm giai đoạn 2020-2022 đều vượt so với dự toán thành phố và Hội đồng Nhân dân huyện giao. Năm 2021 đạt 129% so với dự toán, năm 2022 đạt 119% so với dự toán và số tuyệt đối luôn đạt trên 1.000 tỷ đồng một năm. Đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi đảm bảo an sinh xã hội. Thu hút đầu tư luôn nhận được sự quan tâm tìm hiểu của các nhà đầu tư lớn như Vingroup, FLC, Văn Phú để giới thiệu mời gọi đầu tư các dự án, khu vui chơi giải trí Hòa Thạch, sân golf, khu đô thị mới, một số dự án ngoài ngân sách đã và đang chuẩn bị khởi công như 4 cụm công nghiệp làng nghề, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Sản Trung ương cơ sở 2, Bảo tàng Thiên nhiên sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Theo đó, toàn huyện phấn đấu mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nắm chắc được cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, phương pháp, kỹ năng xử lý sự cố cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất một bình chữa cháy và dụng cụ phương tiện cứu nạn, cứu hộ cần thiết như xà beng, kìm cộng lực, mặt nạ lọc độc, đèn pin, v.v. Huyện sẽ duy trì xây dựng nhân rộng mô hình toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, mô hình phải triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động đồng bộ theo chỉ tiêu của Bộ Công an, hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2023, gồm Tổ Liên gia An toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng. Mô hình triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023, gồm khu chung cư, tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy, cụm liên kết làng nghề an toàn, cụm liên kết an toàn trong khu cụm công nghiệp, cụm liên kết an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng. Sáng hôm nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quốc Oai phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn kiến thức kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn hội đội năm 2023 cho trên 250 học viên là cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở đoàn trực thuộc huyện đoàn, đại diện đoàn thanh niên tiêu biểu các xã, thị trấn và khối trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, các bạn đoàn viên thanh niên trực tiếp được nghe đồng chí Đặng Anh Thao, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, truyền đạt nội dung các chuyên đề chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hệ thống chính trị ở Việt Nam, khởi nghiệp lập nghiệp chuyển đổi số, hướng dẫn hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử, thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước, kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, hội đội, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất hiệu quả, tư vấn giới thiệu việc làm. Qua lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ đoàn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về công tác đoàn, hội đội, từ đó vận dụng vào thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiều hôm qua, Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá 6 tháng triển khai thực hiện Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tổ dân phố, phố huyện và ra mắt mô hình camera an ninh trên địa bàn thị trấn Quốc Oai. Sau thời gian triển khai mô hình Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tổ dân phố, phố huyện, các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị xã hội cả thị trấn đã tập trung triển khai thực hiện tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được nâng lên. Tại hội nghị, Công an thị trấn đã thông qua kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng. Theo đó, thị trấn phấn đấu vận động mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất một bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vụ phá dỡ, thoát nạn. Thị trấn Quốc Oai là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Quốc Oai với tổng diện tích 503,3 ha. Tại địa bàn tổ dân phố, phố huyện là nơi tập trung nhiều trụ sở của cơ quan tổ chức nhà nước. Do vậy, việc triển khai mô hình camera an ninh là một trong những biện pháp tích cực nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0. Đồng thời góp phần phòng ngừa, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, phá án, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân địa phương. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.